Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn tại Chấm TV. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận những video mới nhất nhé. Tiểu sử Dương Chí Văn. Dương Chí Văn sinh ngày 1 tháng 10 năm 1994. Anh sinh ra và lớn lên tại thành phố Chiết Giang. Sở hữu chiều cao 1m80, cân nặng 64kg, anh từng tốt nghiệp Đại học Linh 3, chuyên ngành kỹ thuật điện tử và sau đó có 2 năm kinh nghiệm làm người mẫu. Dương Chí Văn được biết đến là một người giỏi các bộ môn thể thao như bơi lội và chạy. Năm 2018, anh tham gia vai chính trong bộ phim Thanh Xuân, Nhật Hạn, Vấn đề là gì và bắt đầu chính thức bước chân vào làng giải trí. Trong phim, anh vào vai một học sinh có bề ngoài rất lạnh lùng nhưng thực chất bên trong lại rất ấm áp và tốt bụng. Trên thực tế, bản thân Dương Chí Văn có nhiều điểm tương đồng với nhân vật trong phim. Trong cuộc sống, anh cũng được nhận xét là người rất ít nói và lòng tính. Không nói nhiều nhưng anh lại rất thích thể thao và là một vận động viên. Hơn nữa, Chí Văn làm việc rất chăm chỉ. Trong diễn xuất, anh luôn tự mình đào sâu vào các kỹ năng và thể hiện các nhân vật một cách tự nhiên nhất. Mặc dù không xuất thân từ chuyên ngành nhưng lại dấn thân vào con đường diễn xuất với sự cố gắng của bản thân cũng như đời tư kiến tiếng, cho thấy Dương Chí Văn đang thực sự rất nghiêm túc với vai trò là một diễn viên. Các bộ phim tham gia: 2018, Nhật Hạn, Vấn đề là gì? 2021, Chuyện tình lãng mạn của ta và thiếu gia. Vừa rồi là thông tin và tiểu sử của Dương Chí Văn. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và đăng ký kênh để nhận video nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.